Tối ngày 20 tháng 3 thêm 141.151 ca nhiễm, Vĩnh Phúc bổ sung hơn 25.000 ca. Bộ Y tế tối ngày 20 tháng 3 công bố có 166.205 ca nhiễm, gồm hơn 141.000 ca tại 62 tỉnh thành phố và Vĩnh Phúc bổ sung hơn 25.000 ca. Số ca nhiễm mới trung bình ghi nhận trong 7 ngày qua là 164.328 ca trên ngày, tăng 10% so với trung bình 7 ngày trước đó. Từ 17:30 ngày 19 tháng 3 đến 17:30 ngày 20 tháng 3 ghi nhận 63 ca tử vong. Số tử vong trung bình ghi nhận trong 7 ngày qua là 71 ca trên ngày, giảm 13% so với trung bình 7 ngày trước đó. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 41.880 ca, chiếm tỷ lệ 0,5% trên tổng số ca nhiễm. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.968 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ hơn 3.200 ca, thở oxy dòng cao HFNC là 278 ca, thở máy không xâm lấn 113 ca, thở máy xâm lấn 281 ca và 5 ca can thiệp ECMO. Trong ngày 19 tháng 3, thêm 93.985 liều vaccine được tiêm, tổng số liều đã tiêm hơn 201,6 triệu liều. Đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm trong nước là hơn 7,9 triệu, trong đó hơn 1,4 triệu đã được công bố khỏi bệnh. 5 tỉnh thành phố ghi nhận số nhiễm tích lũy cao là Hà Nội với 1.170.170 ca, Thành phố Hồ Chí Minh với 582.747 ca, Bình Dương với 359.557 ca, Hải Dương 314.225 ca và Nghệ An là 345.848 ca. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.